Tèo 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 tèo. À hình như là có cái gì câu ké nhận cái hộp què vậy đó. À, để mình ra câu thử nó có gì nhưng nha. Ok. Cắn câu rồi các bạn ơi, con gì đây? Ui mày sao giật lâu? À, cái hộp đây rồi mọi người. Ui mới ra xong thôi mà để câu được một cái hộp, để mình mở ra thử có gì bên trong nha các bạn. Cái gì đây? Hình như cái áo. Áo dài đỏ hả? Áo này là áo của nam hay của nữ nha? Nhưng mà không sao, nó cũng né né vậy á. Ừ mà mình muốn có cái mũ giống bạn Hikari á, nhưng mà mình câu được cái áo rồi thôi. Dù sao cũng có một cái món đồ truyền thống các bạn ơi. Con gì đây? Ý, con ngư hay ở. Mình vừa mua cái gói này để về nhà hù mấy đứa nhỏ nha các bạn. Ui, mình gặp được cái mắt mê cung rồi các bạn ơi. Gì đây, khám phá mê cung dưới lòng đất. À, là cái cung này là ở dưới lòng đất nha các bạn. Trời ơi là trời. Để mình thử hoàn thành cái mắt này như thế nào nha các bạn. Dầu, đôi từ bữa giờ cập nhật á, là mình chưa gặp được cái mắt này. Đây là cái mắt đầu tiên, lột, đây cái mắt mê cung lần đầu mình gặp luôn các bạn. À, để mình đi thử. Ui, mình dẫn đầu luôn này, hình như mình đang. À, là mình đi hướng hướng nào? Là nó đi hướng đấy hả? Từ từ. À, là mình sẽ đi vô cái khu rương rương kia mọi người. Bây giờ mình sẽ tìm cách là để đi vô cái rương kia nha các bạn. Nhưng mà không biết đường nào mới là đường đúng đây. Đường này đúng không ta? Ui mà các bạn đi kia kia đi sau lưng mình kìa. Trời ơi, vui thế nhờ. Ê, từ 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 từ. Gần tới rồi, gần tới rồi, gần tới rồi mọi người. Đường nào đi, đường nào đây, đường nào? Đường trên này, đường trên. Đường trên chắc chắn bị kẹt đâu. Đường trên đây hả? Qua. Ui ui ui, chết cha, hình như là bị nhầm đường rồi các bạn. Mấy bạn kia hoàn thành hạng 1 hạng 2 rồi kìa, thôi nhầm đường rồi. Quay trở lại, quay lại. Trời ơi, còn chỉ có 13 người hoàn thành thôi. Rồi thôi xong, ấy bị kẹt cái tường. Trời ơi. Ê, vô. Cái gì vậy? Mình gặp thêm được một cái mát mới nữa rồi các bạn ơi. Cái mát này là cái mát coi ngôi nhà, hình như là lớp học ngôi nhà gì đấy các bạn ơi. Từ từ, mát này là giống. Ui, cái gì vậy? Rồi mà mình bị té rồi, mới vô mình không biết chơi các bạn. À, số 6 xong lên số 7 nè. Hình như cái này nó xếp lộn xộn các bạn ơi. Ui, cái mắt này nó giống như cái mắt đua tốc độ kia thôi mọi người. Xin 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 xin. Xin nhảy qua đây nha các bạn. Ui, nhảy lên bàn xong đi đâu? À, đi mình sẽ đi theo cái bạn kia nha mọi người. Đi theo cái bạn kia xong rồi lên cái laptop luôn. Ui, laptop bự vậy, chắc đây là người ngoài hành người người khổng lồ hay gì. Sao mà nhiều cái đồ nó to dữ nhờ? Chắc là người khổng lồ rồi các bạn ơi. Ui, tuy là lần đầu tiên chơi nhưng mà ban tôi là lấy được cái hạng 2 cũng phải gọi là úi dồi ôi rồi đấy. Sao anh? Chờ để vô xem coi mấy cái căn nhà này cái gì? Bát cua chiến du lịch cảm xúc hả? Mình vừa vô nhà bạn này các bạn ơi. Ủa cái gì đây? The Mai bát cua, Edelven bát cua, Sky bát cua. Mình sẽ chơi Sky bát cua nha các bạn. Hình như nhà bạn này bát cua kiểu như là có khó, có dễ, rồi có bình thường, trung bình rồi các bạn. Được, được, mình sẽ chơi cái trước cái Sky bát cua nha. Ui lên rồi các bạn ơi. Ở đâu còn nữa nè. Ô ấy cái gì đây? Ui sao cao thế? Ô cao thế. Hình như mình đi hơi cao nhờ. Chắc mình lên trên kia mới bắt cua hay sao á. À, chủ nhà ơi lên chưa? Chủ nhà xây gì mà cao vậy? Chủ nhà ơi. Ủa đấy thấy rồi nè mọi người, lên đứt rồi nè mọi người. Ủa cái gì đấy? Ủa sao cái nhìn nhìn chỗ này giống cái thiên đường thế nhờ các bạn? Hơi bị xa. Ủa còn nữa hả? Đi nữa hả? Trời ơi chủ nhà ơi, sao bắt đi hoài vậy chủ nhà? À, gần tới nơi mọi người, mình thấy cái hồ bơi lấp lánh trên kia rồi. Say gì mà xa, bắt cua thì chưa thấy đâu. Hình như thấy rồi nè mọi người, đây đây đây. Gì đây, cái bảng gì đây? Start 10, càng ngày càng khó. À, là mình sẽ bắt cua cái này các bạn ơi, càng ngày càng khó nha các bạn. Là cái chỗ này là lửa đỏ, lộn, lửa nè. Ủa sao đi vòng tròn hoài vậy? Lên tới nơi rồi các bạn ơi, từ 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 đừng có té nha. Trời ơi, rồi lên rồi mọi người. Ủa còn nữa nè mọi người. Tiếp theo là cái sờ tép gì đây? Cái cây gì, bốn cái chậu của cây này. Ủa nhưng mà nó cao không vậy? Ê, tới rồi nữa hả? Trời ơi, tiếp theo là cái bờ lóc màu trắng trắng này nữa. Rồi đi vòng tròn nữa. Bắt đầu là ban tu là ban tu đau đầu rồi. Đã bảo là cái đầu tôi chỉ còn đúng một cọng tóc thôi. Đừng để nó rụng nữa, khổ lắm. Tới nơi rồi. Mỏi cả tay của tôi. Chi gì đây? Tới cái chờ tép gì đây? Nhảy lên đây hả? Ê, trời ơi, từ 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 từ. Một sang cho bờ lóc màu xanh này cái. Ủa? Đi theo nữa hả? Nhảy cái đường block màu xanh. Hình nhưng mà cái block này hình như nó xe hơn nha các bạn. Cảm thấy nó xe hơn nha mọi người ạ.
gần tới 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 nơi chưa vậy? Nãy giờ là ủa đây đây đây, đây. Thấy rồi, thấy bờ lóc màu trắng rồi mọi người. Ủa đi nữa hả? À đâu, còn tới tới nơi rồi, tới rồi. Về tới cái bờ lóc màu đỏ rồi. Cái gì đây? Bạn là một người đáng quý rồi. Cảm ơn chủ nhà nhé. Tí nữa thả sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhảy cái bờ lóc màu đỏ. Mà cái bờ lóc màu đỏ này nhìn có vẻ là khó nhờ. Hơi xa đấy các bạn, càng ngày càng xa nha. Từ từ khúc này mình lấy đi à, thấy nó nãy giờ mình mỏi tay quá các bạn ơi, lấy đi à. Ê thôi xong rồi. Mình vừa vô nhà bác cua tiếp theo các bạn ơi. Mà mình đọc tiêu đề là nhà các bạn này là chính là bác cua dưới lòng đất các bạn. Ừ kìa. Ui ở dưới kia kìa mọi người. Ui để mình nhảy xuống dưới đây nha các bạn ơi. Cha cha cha, chủ nhà này có vẻ là hơi bị căng nha. Để mình lên nha mọi người. Ôi rồi ôi, nhảy đúng cái cục block này luôn mọi người. Nhân phẩm. Rồi trước mấy bước đầu tiên thì mình thấy cái block này cũng khá là dễ nè mọi người. Nhanh đây hả? Rồi qua đây hả? Rồi chỗ này thì sao ta? À lên cái cột này các bạn ơi, mình thấy đâu cái cột này nè mọi người. Ê sao nó không lên ta? Chỗ này chủ nhà đã hơi bị cao. Chủ nhà đã hơi bị cao nha. Ủa gì kìa ấy? Rồi lên rồi các bạn. Nhảy đây hả? Không phải. Từ. À từ đây nhảy qua cột qua đây. Nè, rồi sáng rồi. À từ đây nhảy qua đây. Ê, ô. Nhân phẩm, lại. Ê. Hơi non. Nãy giờ có mấy căn nhà thôi mà mang ban tôi quạo quá các bạn, cho nên bây giờ mình chuyển. Ô, mắt mới luôn này, thôi. Mắt mới là chơi được, đỡ nha. Nhưng mà vẫn rất chi là quạo đấy. Ừ. Ui mát mới nè các bạn ơi. Mát này là chạy là mấy cái tòa nhà này nè mọi người. Không sao, mấy cái tòa nhà này trời. Đơn giản thôi các bạn ơi. Mà công nhận các bạn chen lắng xô đẩy, hình như cái mát này để nhau nha mọi người. Nó đụng nhau được nha các bạn ơi. Trời ơi. Rồi. Mà mát này mình chơi nó giống như cái mát gì ta? Nó giống như cái mát mát gì nhờ? Mắt gì đấy mình không biết tên các bạn. Nó chỉ giống thôi. Ờ điều nào đây hả? Nè mình đang dẫn đầu này các bạn ơi. Tuy là mình không hoàn thành bác cua ở trong tiệc dạy nhà của các bạn kia, nhưng mà mình sẽ hoàn thành top 1 cái mát gì đây? Cái mát tòa nhà này nha các bạn ơi. Ê từ, cái đĩa bay. Ê. Sao cái đĩa bay nó quật lại nhanh dữ ta? Đĩa bay ăn gì mà nhanh vậy? Từ từ thôi. Ê từ từ đứng yên. Rồi đứng yên tại chỗ. Ôi có người một hàng hai rồi. Thôi xong rồi. Không lấy được hàng một rồi các bạn ơi. Ui mình lên hàng rào mình chơi luôn nè mọi người. Mình sang này coi. Ui bên này. Ui thế là mình được hàng 4. Hey, hình như là ngày hôm nay có sự kiện gì hưởng ứng hành tinh á. Mình đi làm cày điểm thử coi. Ui cái này có con chó vô này nè các bạn. Ê có con chó có tên là Viking gì nè mọi người. Gì đây? Mua bánh tráng trứng hả? Ủa cái gì? Mua bánh trứng ở siêu thị. À là mình sẽ mua cái bánh này cho con chó nó ăn. Trời ơi là trời. Mình sẽ đi ra chỗ siêu thị mình mua cho nó nha các bạn. Mà công nhận cái con chó này lạ thiệt. Nhớ con chó nó hay ăn xương, mà tại sao cái con chó này nó kêu đi ăn bánh trứng? Chấm hỏi. Chắc con chó này đến từ ngoài hành tinh là đúng rồi đấy. Mà cái chỗ này là cái chỗ dãy bánh nè các bạn. Để mình lựa cái bánh trứng cho nó coi. Không có nè. Bên này không có các bạn. Để mình sang bên này nha mọi người. Bên này có gì không? Bánh mì. Không có. Không có bánh tráng trứng các bạn ơi. Để sang bên này. À bên này có nè. Không có hả? À bánh mì lát. Ủa đâu phải. Bên đây. Bên này bánh su kem. À cũng không phải luôn. Ủa thế là cái bánh tráng trứng của nó đâu? Ở đây mọi người, mình thấy cái trứng bay này nè. Đúng rồi, mua một cái trứng về cho con chó nó gặm nè. Lột cho con chó nó ăn nè, trời ơi. Đây trứng của mày đây, bánh trứng của mày đây. Trước giờ tôi chưa nghe cái con chó nào mà muốn ăn bánh trứng á. Lè nè đây, đúng là người ngoài hành tinh. Bây giờ mình sẽ ra chỗ này mình nhận thêm cái nhiệm vụ của cái đặc vụ này mọi người. Cái gì? Tìm thư ở khu trung tâm hả? Các bạn ơi, từ nãy giờ là mình đi tìm cái thư gì đó. Mà đi vô cái khu trung tâm này tìm nãy giờ là 4 phút rồi các bạn ơi. Mà không thấy đi dạo vòng nãy giờ luôn mọi người. Không thấy cái bức thư nào luôn mọi người ạ. Không biết cái nhiệm vụ tìm bức thư này á, không biết các bạn có hoàn thành không. Bạn nào hoàn thành cái bức thư này các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Từ nãy giờ là mình không thấy cái bức thư nào. Có thì mình cũng đã thấy một cái rồi, nhưng mà mình bị thất bại các bạn. Cho nên mình đi tìm lại nè mọi người. Mình đã tìm được một thư rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ còn 5 giây nữa thì tìm bằng mắt các bạn à.
Rồi xong, thất bại, đi tìm lại từ đầu. Chà, nó tức dễ sợ. Yeah các bạn ơi, thế là ngày hôm nay là mình đã câu được cái áo truyền thống Việt Nam. Với lại mình vô cái nhà bắt cua cực kỳ cao luôn các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa hoàn thành các bạn ơi. Mình sẽ bữa nào mình sẽ vô, mình sẽ chinh phục lại cái căn nhà đó nha mọi người. Và chắc bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Thì nếu các bạn là đầu tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên lại cho mình một like cũng như là một subscribe nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì bye mọi người, hẹn mọi người mình nhớ cái clip tiếp theo. Bye 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 bye.